Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Việt Nam tổ chức thành công cuộc trao đổi trực tuyến đầu tiên giữa đại sứ 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Doanh nghiệp và hội nhóm Việt Kiều tại Vương quốc Bỉ trao tặng khẩu trang Made in Việt Nam cho nước sở tại. Trường Việt ngữ duy trì dạy tiếng Việt cho các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở Canada thông qua hình thức trực tuyến giữa đại dịch COVID-19. Tháng 5 này là tháng mà Việt Nam nắm giữ vai trò điều phối viên của nhóm 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hay còn gọi là E10. Với vai trò này, ngày 21 tháng 5, theo giờ New York, Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc trao đổi không chính thức trực tuyến đầu tiên giữa đại sứ 10 nước với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận định đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động tới hầu hết các nước, cả các khu vực có xung đột. Thời gian qua, các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã điều chỉnh cách thực hiện các nhiệm vụ, chuyển sang ưu tiên hỗ trợ ứng phó với đại dịch. Ông Guterres cho biết nhiều bên đã hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn có một số cuộc xung đột phức tạp xảy ra. Trong bối cảnh này, các nước E10 có vai trò quan trọng giúp thúc đẩy những biện pháp nhằm góp phần duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Chia sẻ ý kiến của các nước E10, Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thư ký trong những tháng qua. Các nỗ lực đó vừa giúp ngăn chặn đại dịch lan rộng, vừa giúp khẳng định hình ảnh, vai trò tích cực của Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên Hội đồng Bảo an phối hợp chặt chẽ để ủng hộ các nỗ lực của Tổng thư ký trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với đại dịch và thúc đẩy phát triển bền vững. ASEAN ở đâu trong COVID-19 là chủ đề hội thảo trực tuyến do Trung tâm Luật Quốc tế Đại học Quốc gia Singapore tổ chức ngày 20 tháng 5. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương nhấn mạnh sự hợp tác phối hợp chặt chẽ của ASEAN đã giúp các nước thành viên kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống của người dân và bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm. Theo đại sứ, sự hợp tác này không chỉ cần thiết trong ngắn hạn mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch hồi phục kinh tế sau dịch COVID-19 và thực hiện các mục tiêu của khối trong dài hạn. Tại hội thảo, các học giả hàng đầu của Singapore đánh giá Việt Nam đã làm tốt công tác chống dịch COVID-19 với tư cách là một quốc gia, đồng thời với vai trò là chủ tịch luân phiên ASEAN. Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, ASEAN cũng đã phản ứng rất tốt với dịch bệnh và xử lý tốt mối quan hệ với các đối tác, nhất là Mỹ và Trung Quốc, qua đó khẳng định được vai trò cầu nối và phát huy vai trò trung tâm của tổ chức khu vực này. Trong lúc Vương quốc Bỉ cũng như nhiều nước châu Âu thiếu khẩu trang phòng dịch, một số doanh nghiệp và hội nhóm Việt Kiều đã mua khẩu trang từ Việt Nam để tặng cho địa phương và bệnh viện. Uy tín của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 càng làm cho việc trao tặng khẩu trang sản xuất tại Việt Nam thêm ý nghĩa. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Vương quốc Bỉ. Tòa thị chính quận Volubilis Saint-Lambert được công ty Vinamex tại Bỉ tặng 2.000 khẩu trang kháng khuẩn nhập khẩu từ Việt Nam. Vinamex sẽ chuyên nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam sang bán tại Vương quốc Bỉ. Lần này, công ty nhập khẩu trang vải do công ty May 10 Việt Nam sản xuất, chỉ để tặng chính quyền địa phương. Em sống ở đây cũng mười mấy hai chục năm rồi. Trong đợt dịch bệnh này thì mình thấy quận không có đủ khẩu trang để phân phát cho mọi người, cho nên là mới nghĩ ra mình mang khẩu trang chất lượng cao của mình qua đây để giúp quận có đủ khẩu trang tặng cho tất cả mọi người dân ở đây. Mình muốn đóng góp một phần công sức của mình vô để cảm ơn đất nước này. Các quận của Bruxelles đang phân phát cho mỗi người dân một chiếc khẩu trang vải. Nhu cầu khẩu trang rất lớn, chưa quận nào có đủ số lượng cần thiết. Ở đây, chỉ bắt buộc mang khẩu trang khi đi tàu điện và xe buýt, nhưng như vậy cũng có nghĩa là bất cứ ai khi ra đường cũng phải mang theo một chiếc khẩu trang. Lô khẩu trang này sẽ được ưu tiên cấp cho những người dễ bị tổn thương nhất, những người đang có bệnh, bắt buộc phải mang khẩu trang khi ra đường. Công ty Vinamex cũng tặng khẩu trang cho một bệnh viện của Bruxelles. Lần này là 10.000 khẩu trang y tế vẫn do Việt Nam sản xuất và đạt tiêu chuẩn châu Âu. On est encore en difficulté d'approvisionnement.
Chúng tôi vẫn đang gặp khó khăn về nguồn cung. Mọi việc đang được giải quyết dần dần nhưng chưa hoàn toàn. Vì nguồn cung hạn chế mà mọi thứ trở nên rất đắt. Nếu có tìm được vật tư y tế thì buộc phải trả giá rất cao. Lô khẩu trang y tế mà Vinamex tặng bệnh viện là đồ bảo hộ được sản xuất tại Việt Nam, một nước chưa có ai tử vong vì con virus cả. Điều đó cũng có thể có ý nghĩa nhất định đối với người Bỉ. Vương quốc Bỉ ước tính mỗi năm cần tới 200 triệu khẩu trang, một số lượng quá lớn và phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào nhập khẩu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bệnh viện Saint-Pierre, Bruxelles. Ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và hãng hàng không Vietjet Air đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa khoảng 240 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước an toàn. Đây là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguyện vọng về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, phụ nữ mang thai, tăng ni, Phật tử, tu thiền phải về nước do các trường thiền đóng cửa, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực, đã kết thúc hợp đồng lao động và du học sinh đã hoàn thành chương trình học. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Từ chiều bay đi, chuyến bay cũng kết hợp chở một số công dân Myanmar về nước. Tiếp theo là một số thông tin về công tác bảo hộ công dân trong đợt dịch COVID-19 tại Lào, Australia và New Zealand. Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Lào có nhu cầu về nước phải đăng ký xuất nhập cảnh qua Đại sứ quán hoặc các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào. Đây là nội dung mới đây được Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông báo lần thứ tư trước tình trạng nhiều công dân không thể xuất cảnh do thiếu thủ tục. Theo đó, căn cứ vào công hàm của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào được phép xuất cảnh từ Lào để về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải đăng ký xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Bắc Lào, Savannakhet, Trung Lào và Champasak, Nam Lào theo mẫu đơn do Đại sứ quán cung cấp. Dự kiến ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ có 243 công dân Việt Nam từ Australia và 100 công dân Việt Nam từ New Zealand sẽ được đưa về nước trên một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Cho đến lúc này, số lượng công dân đăng ký về nước tại Australia là gần 1.800 người, lớn hơn rất nhiều lần so với khả năng chuyên chở của máy bay. Do đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã xem xét kỹ lưỡng theo các tiêu chí ưu tiên của chính phủ được nêu trong thông báo số 1, cũng như từng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của công dân. Trong khi ở Việt Nam, cuộc sống dường như đã quay lại như bình thường, đại dịch đã qua đi, thì ở Canada vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội, đóng cửa trường học. Chính vì vậy mà các trường Việt ngữ nơi duy nhất duy trì tiếng Việt cho các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài cũng phải chuyển sang hình thức học trực tuyến, thích ứng với đại dịch. Đã hơn 2 tháng nay, không còn không khí nhộn nhịp vào mỗi cuối tuần của các lớp tiếng Việt nguồn cội tại trường Việt ngữ St. James Francis do cô Trần Phượng Loan làm hiệu trưởng vì đại dịch COVID-19. Đây là ngôi trường đang nuôi dưỡng và duy trì văn hóa ngôn ngữ Việt của hơn 300 em học sinh. Để các em không quên tiếng Việt khi ở nhà, thì cô giáo Phượng Loan đã khuyến khích các thầy cô sử dụng phần mềm để giảng dạy online. Đặc biệt là các bài học tiếng Việt thời gian này có nội dung thực tế về đại dịch COVID-19, cũng như các hình ảnh đẹp trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam. Đối với những em mà từ, nói chung từ lớp 2 trở lên, thì các thầy cô gửi bài về nhà qua email. Còn đối với các em nhỏ như là mẫu giáo 1, mẫu giáo 2 và lớp 1, thì tùy theo cái phương tiện có thể của các thầy cô, thì các thầy cô phone nói chuyện với các em. Trên Bộ Giáo dục người ta cũng hướng dẫn là các thầy cô có thể thực hiện cái phương cách là kể chuyện cho các em nghe qua phone, hoặc là có thể tự quay những cái bài hát nhỏ nhỏ mà các thầy cô thường hướng dẫn ở lớp, múa, hát cho các em xem. Bây giờ cuối tuần thì con được đi học nữa. Con rất nhớ thầy cô, bạn bè. Mặc dù con đi học tiếng Việt nữa, thì con cảm thấy rất là buồn. Và thầy cô cũng gửi bài online cho con để con tập và làm và viết. Ba mẹ cũng giúp con nữa. Thì con cũng rất thích làm bài online. Mặc dù đây là một hình thức học tiếng Việt tạm thời, nhưng có thể thấy sự ứng biến và nỗ lực của các giáo viên ở trường đã giúp những em nhỏ này duy trì được thói quen học tiếng Việt,
để tiếng mẹ đẻ không bị mai một nơi xứ người. Ngày 20 tháng 5, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, Hội người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal và Phòng Thương mại và Công nghiệp các nhà nhập khẩu Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến xúc tiến thương mại thông qua cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 150 đại biểu là đại diện các hiệp hội, sở công thương, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại thị trường Ấn Độ và Nepal trong những lĩnh vực như nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ, y tế, thiết bị điện tử và dịch vụ logistics. Mục đích của hội thảo là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện đa dạng hóa thị trường, giảm dần sự lệ thuộc vào một số thị trường nhất định, tìm ra những thời cơ mới trong các mối nguy phát sinh từ dịch COVID-19. Ấn Độ và Nepal là hai thị trường còn nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất nhập khẩu và đầu tư. Một số ngành hàng có nhiều triển vọng như nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, hóa chất và năng lượng. Những ngày gần đây, nhiều du khách đến làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vô cùng thích thú và ngất ngây với vẻ đẹp của khu vườn có hàng trăm cây trà là đang cho trái. Đây cũng là lần đầu tiên chủ khu vườn này mở cửa phục vụ khách tham quan. Với sắc vàng của những chùm trà là đang trĩu quả, nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh của nhiều người. Nằm cạnh đường hoa Sa Nhiên Ca Dao, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là vườn trà là đang cho trái. Trong vườn có 100 cây trà là đã trên 10 năm tuổi. Chỉ 20.000 đồng, du khách có thể vào tham quan, chụp ảnh cả ngày. Là mình thấy là khu vườn trà rất là đẹp luôn. Phải nói là rất là tuyệt vời mà gần lần đầu tiên từ nhỏ lớn tới giờ mình mới thấy được. Lần đầu tiên chị mới thấy cái vườn trà là này, chị thấy nó ngộ mà nó đẹp. Ngoài việc tham quan, chụp ảnh, du khách còn được tự tay hái trái và thưởng thức hương vị tuyệt vời của trái trà là đang chín mộng. Trái trà là khi chín sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu. Ai cũng thích thú khi lần đầu thưởng thức hương vị ngọt thanh đặc biệt này. Mức trà là thì nó hơi quá ngọt là mình ngán, còn những trái trà là này thì nó ngọt vừa và nó rất là dễ ăn, rất là ngon. Chủ vườn trà là cho biết trước đây ông phải mất nhiều thời gian sưu tầm hột để trồng. Cây chỉ ra trái một đợt cho mùa hè và kéo dài trong 2 tháng. Muốn có những bức ảnh đẹp, du khách phải đi đúng vào thời điểm. Một tuần qua, mỗi ngày, vườn trà là này đón gần 100 du khách. Làng hoa mà, thì nó có những cái điểm mới để cho khách vào tham quan, chụp hình. Nói chung mấy năm thì nó có cái này, năm kia nó có cái kia vậy. Hiện tại, vườn trà là này được xem là lớn nhất ở miền Tây. Khu vườn đã góp phần tạo sự mới lạ, hấp dẫn du khách khi đến với làng hoa Sa Đéc trăm tuổi. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại.